Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, chúng ta đang ngồi cạnh tháp Chuyển Pháp Luân, địa điểm lịch sử rất quan trọng nơi Đức Phật chuyển hóa năm anh em đồng tu, thường được gọi là năm anh em vừa cần lưu, từ bỏ con đường khổ hạnh để trở thành những bậc thánh giả. Tại địa điểm này, Đức Phật đã thuyết giảng hai bài kinh quan trọng. Đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân, giới thiệu một cách bao quát về phương pháp luận giải thoát của Đức Phật, khác hoàn toàn với phương pháp luận tâm linh của Ấn Độ giáo, Tỳ Na giáo, nói chung là Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ. Bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã, có giá trị về phương diện tâm lý học, để giúp cho con người một mặt xử lý được những cảm xúc khổ đau do hoàn cảnh áp lực đi qua xã hội mà ra, mặt khác đó là cho con người trở nên khiêm cung hơn, dễ gần gũi hơn và tương quan xã hội đó có tình người nhiều hơn. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ đề tài Đạo Phật qua bốn ấn tướng quan trọng. Ấn tướng còn được gọi là thủ ấn, tức là những cái động tác sử dụng các ngón tay để tạo ra một ý nghĩa biểu tượng. Mỗi một hành giả khi sử dụng các cái tư thế ấn tướng đó cần phải trải nghiệm cái sự quán tưởng của tâm đồng hành với các nội dung biểu đạt mà ấn tướng này gửi gắm đến. Ngày hôm qua và mấy ngày hôm trước chúng ta có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng. Nếu để ý thì cái thiền tháp ở mỗi cạnh có chiều dài là 15 mét và phân ô thành là 15 ô. Mỗi ô đó là có một tượng Phật phần lớn trong tư thế ngồi và thỉnh thoảng có tượng Phật trong tư thế đứng. Các tượng Phật tư thế ngồi thì gồm có ba ấn tướng quan trọng. Thứ nhất là thiền định, lòng bàn tay trái đặt lên lòng bàn tay phải và cả hai lòng bàn tay để ở ngay vị trí cua rốn. Ấn thủ thứ hai là xúc địa, lòng bàn tay phải áp lên trên cái đầu gối phải trong tư thế hoa sen trọn vẹn, và lòng bàn tay trái ngửa lên và để ngang rốn. Ấn thủ thứ ba là chuyển pháp luân, ngón trỏ và ngón cái tạo với nhau thành một vòng tròn, ngón giữa áp út và ngón út tạo thành một đường cong khoảng chừng là một độ, và bàn tay phải với tư thế đó đặt trước ngực, và bàn tay trái đó cũng với tư thế đó tương tự tạo ra một hành thù, và hai bàn tay là song hành với nhau để tượng trưng cho sự vận chuyển mới xây chánh pháp và cuộc đời. Ấn tướng thứ tư là vô ý, lòng bàn tay phải xè ra phía trước và bàn tay phải được vươn lên cao, lòng bàn tay trái ngửa tay ra phía trước và cánh bàn tay trái thì duỗi xuống bên dưới. Vô ý là biểu tượng của sự hòa bình, an lạc và bình an. Ba cạnh mặt của tháp Bồ Đề Đậu Tràng đều có 15 vị Phật, và các vị Phật phần lớn là thuộc về các tư thế vừa nêu. Và nếu chỉ có là một bài thống kê nhỏ thì cái ấn tướng xuất địa và chuyển pháp luôn là chiếm đại đa số. Đó chính là bốn phương diện của Đạo Phật, thể hiện cho sự nhập thế phụng sự chúng sinh mà Đức Phật đã đặt ra ngay từ khi còn là một thái tử đang tìm kiếm con đường giác ngộ và giải thoát. Ngay sau khi giác ngộ với trời Bồ Đề, Đức Phật đã đi bộ từ địa điểm đó đến Sanáp, hoặc cách khoảng 250 cây số.
với sức đi của Đức Phật và chiều cao của Ngài đó, chúng ta có thể suy luận là mỗi một ngày Đức Phật đi trung bình là từ 30 cho đến 40 cây số trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Như vậy 250 cây số có thể Đức Phật mất khoảng 7 đến 8 ngày. Ở đây thì nói rằng là Đức Phật đến đây là khoảng 12-13 ngày. Bởi vì Đức Phật dạy là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, cho nên mỗi bước chân của Ngài đó nó thể hiện được cái sự thông thả, an nhàn, thảnh thơi. Và từng bước chân đi trên mặt đất đó, nó thể hiện được chánh niệm tỉnh thức rất là vững chãi, rất là ấn tượng và thư thái. Mục đích của Đức Phật đến Kusanath này chỉ để giúp cho 5 người bạn đồng tu giác ngộ ra rằng con đường khổ hạnh mà chính Ngài và họ đó cùng đồng hành tu tại núi khổ hành lâm suốt 6 năm hoàn toàn vô bổ. Thì đó phải thay đổi phương pháp luận. Tại địa điểm tháp Châu Khanh Đi mà cách đây khoảng 1 giờ chúng ta dừng chân, địa điểm lịch sử Đức Phật đã gặp 55 người trần như, hai bên không ai nói với ai một lời nào. 55 người trần như lẳng lặng quan sát Đức Phật. Đức Phật cứ thỉnh lăng từng bước thảnh thơi. Sự quan sát đó đã làm cho họ có cái cảm nhận rằng là Sa môn Cồ Đàm mà cách đây chưa đầy 2 tháng cho đến là 6 năm về trước đó, là một người hoàn toàn khắc khổ, và bây giờ là một vị đại sa môn tỏ ra một cái trường sinh học rất là đặc biệt, có cái chất liệu an lạc thảnh thơi, và cái sắc diện cũng như là toàn thân của Ngài nó tỏ ra một cái vùng từ trường mà chúng ta thường gọi là hào quang theo nghĩa biểu tượng, làm cho người tiếp xúc với đó trong phạm vi cái dòng từ trường này lan tỏa đó có được cái chất an lạc, và cảm nhận ra của một điều rằng là Đức Phật đã có thể trở thành bậc giác ngộ. Họ đã đi thinh lặng theo sau Đức Phật đến địa điểm ngoài sân chúng ta, đó là tháp Diệu Pháp Luân. Đức Phật ngồi xuống dưới một gốc cây, có rất nhiều chú nai cùng ngồi xuống, và 50 đồng tu đã ngồi xuống để lắng nghe Đức Phật chia sẻ những gì mà Ngài vừa khám phá. Và tại đây, điểm lịch sử này được xem là nơi thành lập ra Tam Bảo, tức là Đạo Phật đúng nghĩa, gồm có 3 ngôi tâm linh: Đức Phật, bậc đại giác ngộ và con đường tự tu, chánh pháp, cụ thể là bài kinh Tứ Diệu Đế, và chư tăng, cụ thể là 5 vị A La Hán đầu tiên, tức tôi gọi là 5 anh em kỳ trần như. Đúng từ cái địa điểm quan trọng này mà Đạo Phật đó có mặt ở trong cuộc đời một cách dấn thân và nhập thế nhiều hơn. Mỗi một phương diện ấn tướng đó là một góc độ nhập thế của Đạo Phật, và các góc độ này đó hỗ trợ bổ sung cho nhau để tạo ra một Đạo Phật toàn diện. Tất cả chúng ta là những người hành giả đệ tử của Đức Phật, khi có cơ hội trải nghiệm một Đạo Phật qua 4 ấn tướng vừa nêu, tất cả chúng ta cũng sẽ đạt được những sự giác ngộ ở những chừng mực nhất định nào, và trong tương lai chúng ta cũng có thể trở thành một bậc giác ngộ toàn giác như chính Đức Phật. Ấn tướng 1 là tướng thiền định. Thiền định đó là quá trình chuyển hóa tâm mà thuật ngữ Pali và Sanskrit gọi là Bhavana. Khái niệm thiền định mà Đức Phật sử dụng nó khác hoàn toàn với khái niệm thiền tông mà các tổ sư Trung Quốc và Nhật Bản truyền bá. Việt Nam có một phần ảnh hưởng cộng thêm những sáng tạo mà Trung Quốc và Nhật Bản không có. Thiền tông của Trung Hoa thì dựa vào công án và khởi đầu. Công án đó nó có cái gốc rễ từ một điển tích. Khởi đầu là một cái câu nói mà cái tầm quan trọng trong vấn đề hoằng pháp độ xuân của các vị thiền sư đó nó không ấn tượng đến độ trở thành một điển tích. Công án cũng là một câu khởi đầu, và khác câu khởi đầu bình thường ở chỗ
là thổi đầu thì không có điện tích, còn công án thì có cái câu chuyện diễn ra giữa vị thầy và vị học trò. Chẳng hạn như công án Nam Tiền chém mèo, nhân năm nay là năm cậu mèo, thì ngày Nam Tiền khi thấy các đệ tử của mình bàn luận về nhiều vấn đề Phật pháp theo cái hướng là thắng và thua, và có con mèo tại đó, thì ngài mới nói rằng là nếu các vị trả được từ chân tâm chứ không phải từ cái suy luận, từ cái học hỏi, từ kiến thức nhiều viên, thì con mèo này sẽ sống, còn nếu không trả lời được thì con mèo sẽ chết. Nghe nói một cách thình lình như vậy, tất cả đều ngơ ngác. Ngài Nam Tiền nói rằng là thôi thì các vị đều bí ý hết, cho nên con mèo sẽ phải chết. Nói xong ngài chém con mèo. Tối về thì ngài Triệu Châu là đệ tử lớn từ phương xa Hoằng Hóa lên chào thầy. Câu chuyện đó đã được kể lại, và ngài Triệu Châu đó lập tức tháo đôi dép bằng cỏ đang mang trên chân, đội lên đầu mà đi ra ngoài. Thầy của ngài là ngài Nam Tiền đi theo và nói vọng: nếu sáng nay mà có con ở nhà, có lẽ con mèo đã không bị chết. Thì cái công án đó là một cái biểu tượng, và việc giải mã nó đó, nó chỉ thích hợp trong những ngữ cảnh mà căn cơ của người nghe thông qua đó có thể được khai mở ở một cái góc độ tâm và trí thì có giá trị. Còn là không thích ứng với cái căn cơ như thế thì việc ứng dụng công án đó có thể trở thành là một vấn nạn. Nếu là bắt chước mà không hiểu rõ được thì cái giá trị của nó sẽ bị lạc quẻ. Ở đây con mèo trở thành là tiêu điểm của tranh luận. Nó là một đối vật, là một ý niệm, và là cái ranh giới để phân bỉ thử chân lý tôi, anh, chị có thể khác nhau. Đối vật tôi, anh và chị có thể lớn và nhỏ, nhưng bản chất của thực tại mà do chúng ta mô tả từ cái quan điểm chủ quan của mình á, bao giờ cũng tạo ra một khoảng cách rất lớn, mà cái tôi nhúng vào trong việc mô tả được nhiều chừng nào thì cái sự xa rời với khoảng cách của thực tại đó nó sẽ được tăng trưởng chừng ấy, nhằm giúp cho các học trò của mình nhận diện ra được vấn đề này, rằng việc trao đổi Phật pháp là để chúng ta đào sâu vào kinh nghiệm hành trì, chứ không phải là tìm thắng và thua để phân cái ranh giới rằng là mình đặc biệt, người khác là kém hiểu biết hơn, rằng con mèo đó là đối tượng của một sự tranh chấp, cho nên phải giết chết ý niệm về con mèo chứ không giết là con mèo thật. Ý niệm của sự tranh chấp, ý niệm của cái tôi, ý niệm của cái tôi sở hữu, ý niệm về cái tôi chân lý, cái tôi văn hóa, cái tôi cộng đồng, cái tôi gia tộc, cái tôi xã hội và cái tôi cá nhân, bất kỳ một hình thù của cái tôi nào can thiệp vào trong các cái tương quan xã hội đó, nó đều tạo ra sự rắc rối. Rất liệu cái ý niệm về con mèo đó, mọi sự rắc rối được xem là gác lại. Hành động của ngài Chủ Châu đội chiếc cúp lên đầu cho thấy rằng là khi mà cái tôi của con người đó xem mình là một chân lý, thì tất cả mọi chân lý còn lại đó có thể là thứ yếu, hoặc có thể bị liệt vào là tà giáo, hay là nó không đúng với cái bản chất của sự thật đang là. Cho nên ngài làm một hành động khác thường. Dép là cái ta đi dưới đất có thể dính rất nhiều cái vật đơn, mà đội lên đầu để mà phá đi những cái tôi. Cho nên đừng nên hiểu đó như là một cái mô tả về cái sự thật, mà nó là mô tả về biểu tượng. Và do đó hành động này đã làm cho nhiều người không còn lấy cái tôi của mình để tôn thờ trên đầu nữa. Từ đó xóa bỏ được cái tôi, xóa bỏ được ý niệm của chân chất qua hình ảnh con mèo, thì con người trở về với an vui và hạnh phúc. Đó là một công án. Trong lịch sử thiền tông, mặc dầu chủ trương giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, bất lập phân tự, kiến tánh thành Phật, nhưng trên thực tế thì ngữ luật của các vị thiền sư là nhiều hơn bất kỳ ngữ luật của các vị tổ sư nào thuộc về Tịnh Độ tông, Mật tông hay là các trường phái khác. Do đó đừng nên hiểu theo nghĩa đen bất lập dân tự là không có kinh điển, không có sách vở, không học tập, không nghiên cứu, bỏ hết mọi thứ. Đó là một thiên trực và là một sai lầm ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và đặc biệt là cái Phật nói
Đa văn là một trong bảy tài sản của bậc thánh, nhất là đa văn người Phật pháp, là cái cửa ngõ để giúp cho chúng ta trở thành thánh. Vì đường đi nước bước của tâm luân chúng ta nắm vững, và nếu đi đúng nữa thì chúng ta sẽ có kết quả ngay trong đời. Còn ở thời đầu thì thường nó diễn ra như thế này, một cái câu nói cho nên là hoàn toàn vô nghĩa, và công việc mà giữ cái câu thời đầu đó như một chánh niệm để nhằm giúp cho chúng ta quên đi cái thói quen là móng tâm khởi ý dị duyên của con người thông qua hoạt dụng của ý thức. Cho nên ai đi tìm kiếm câu giải đáp thông qua thời đầu là một sai lầm về nguyên tắc hành trì. Chẳng hạn như câu trước khi cha mẹ của tôi chưa có mặt trên dương thế này thì mặt mũi thật của tôi là gì, không ai trả lời được. Cha mẹ mình chưa có làm sao có mình. Một cái thế giới sống rốt của cái tôi với những câu hỏi, với những giả thuyết, với những trả lời, vì đó ta lại càng bị dướng vào cái thế giới sống sót của ý thức, mượn cái vô nghĩa của ý thức để kích liễu cái hữu nghĩa nhị nguyên của ý thức. Và đây là cái cách mà các tổ Trung Hoa thông qua một sự sáng tạo để mong cho hành giả đó đưa vào câu đó để có thể thiết lập được thiền chỉ và thiền quán. Vì do đó hội đầu và công quán cũng giống như là hơi thở chánh niệm của thiền nguyên thủy được Đức Phật giảng dạy, và cũng giống như là danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong Tịnh Độ Tông hay là thần chú ở trong Mật Tông. Ấn tướng thường định nó có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì là theo Đức Phật không có quá trình chuyển hóa tâm đó. Chúng ta mãi là những người phàm, giàu có được xã hội tôn vinh bằng những danh từ, những mỹ hiệu, những đức tính, thì cái chất phàm của chúng ta vẫn là cái gây trở ngại cho hạnh phúc và an vui. Vấn đề là ta chuyển hóa đúng theo lời Phật dạy không? Qua ấn tướng thiền và những bài kinh về thiền Đức Phật dạy trong kho tàng kinh Tạng Bali, thì phương pháp tứ niệm xứ đó được xem là đối tượng nền tảng nhất mà tất cả chúng ta cần thực tập. 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh A Bang Thủ Ý đó là một sự triển khai rộng từ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn đối tượng quán niệm, bao gồm thân thể vật lý, bao gồm cảm xúc, tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Mỗi một đối tượng trong bốn cái đối tượng quán niệm được triển khai qua bốn hơi thở ra và vào, cộng theo một sự quán niệm để giúp cho chúng ta thiết lập được an vui hạnh phúc ở hiện tại. Kinh tướng đường xứ dạy chúng ta quan sát về thân thể này như sau. Thân thể thể này là một tổ hợp gồm có 36 yếu tố, một số đây dịch là thể trượt. Thì một vài ngày không tắm, mồ hôi và những cái bướu dịch ở trên cơ thể đã làm cho chúng ta không có trở thành là đối tượng hấp dẫn của người khác, hoặc thậm chí là đối với chính bản thân mình. 36 yếu tố này nó được hình thành bởi các nguyên tử và phân tử, và do đó không có cái tôi sở hữu tồn tại. Mặc dù về phương diện luật pháp á, chúng ta tạm mặc định như thế để chúng ta chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức đối với các hành động của mình, gia đình mình, người thân thương, những sở hữu tài sản hợp pháp mà chúng ta đã tạo dựng. Tối hôm qua và cả buổi chiều chúng ta đã có cơ hội đi trên sông Hằng và nhìn thấy mười mấy cái xác thiêu, tuổi thì chắc khoảng chừng là 3 tấc, và cơ thể của người quá cố được tẩm bằng một cái loại dầu vốn gọi là tinh chất của sữa để nó tạo ra cái sự bốc cháy nhanh, tuổi tốn ít để giảm bớt cái ô nhiễm môi trường tại cái khu vực xung quanh. Các phần xương còn lại sau khi thịt là mở được cháy thả xuống ở dưới lòng sông Hằng. Đức Phật thì không khích lệ kết quả thiêu sau đó là đổ xuống sông, vì theo ngài đó là một sự ô nhiễm, và thời ngài đó thì thiêu là cái phương tiện duy nhất phổ biến nhất để tấm tán. Mặc dù đây đó vẫn còn có những phương tiện khác là điểu tán treo trên cây cho các loại chim ăn, xương rụng xuống thì thú dữ ăn, hoặc là
Rồi sau này đó thì người ta có một cái nghề tiểu tán gốc thịt cho các loài chim chóc ăn, hoặc xương thì cho các loài thú ăn thịt ăn. Quả tán vẫn là cái phương pháp phổ biến. Đối với đạo Phật thì sau khi quả tán xong đó thì cái phần tro cốt còn lại là không có thể xuống sông mà đem làm phân bón cho các cây được tươi mát. Và do vậy đó, các cái nguyên tử phân tử, nói theo một cách khác dễ hiểu hơn, là các nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động trở về với cái nguyên lý đất nước chất lực của nó. Như vậy là tổ hợp thân thể mà con người đang có đó, nó chỉ là một chức năng tạm thời trong suốt mấy mươi năm chúng ta sống, rồi sau đó nó phải trở về cái nguyên lý của chính nó trong sự tương tác với các nguyên lý khác xung quanh. Cho nên không nên tôn thờ thân này như thượng đế, không nên là bị khổ bị về cảm xúc đối với nó, thì nó đối diện cái già, cái chết, rồi bệnh tật, rồi đau đớn cơ thể xác, rồi những cái bất hạnh do nghèo khó, khí hậu tác động, và những cái tai nạn do môi trường hay là chính con người tạo ra. Việc xử lý cảm xúc đó giúp cho chúng ta làm chủ được thân. Phương quán dùng cảm xúc đó, thì Đức Phật thấy rất rõ nó là một cái phương diện rất rối chức trong ý thức của con người. Năm thủ uẩn, đó là sự chấp trước vào thân, vào cảm xúc, vào tâm tư, rồi ý niệm và nhận thức phân biệt, thì cảm xúc được đưa lên là mối quan tâm hàng đầu. Cảm xúc là cho chúng ta có những cái thái độ ứng xử với môi trường, với xã hội, với con người và với chính mình. Và các ứng xử này nó thường đi theo hai chiều hướng theo Đức Phật. Hướng một là cái gì hợp vui thì ta dẫn đến tấm nhiễm, thích thú, tư hữu hóa, bảo vệ, kháng cự hoặc là chiếm đoạt một cách hợp pháp hay là phi pháp. Còn đối với những cái gì không thích hợp, không hợp vui, không ưng ý đó, thì chúng ta có khuynh hướng là chán nản, nhàm, buông bỏ, không quan tâm, không để ý, thiếu trách nhiệm. Nặng hơn trong cái sự giằng co đó là kháng cự, lợi trừ, giận dật. Cả hai tôi vừa nêu về phản ứng cảm xúc đó, nó thuộc về tham và sân. Và tham sân là hai những tấm lớn, hai độc tố là bận nhơ tâm của con người. Vì vậy đó, làm chủ dòng cảm xúc thì theo Đức Phật chúng ta phải quán chiếu thông qua hơi thở ra vào ngắn và dài, và thấy rất rõ cảm xúc của mình đang vui thì ý thức rằng nó đang vui, đang buồn thì ý thức là nó đang buồn, nhưng không chạy theo cái vui buồn của cảm xúc. Như vậy cảm xúc không có cơ hội đeo bám nhiều trong tâm, đó là một sự buông xả những cái khởi điểm và cái nơi nó xuất phát. Phần lớn chúng ta thì mang cái cảm xúc từ nơi nó xuất phát về đến nhà của mình, hay là vào trong công sở, hay bất cứ chỗ nào chúng ta đang hiện hữu. Những cái buồn mang mát, những cái nhìn đăm chiêu, những cái hồi ức quá khứ, những mộng tưởng về tương lai, những cái cảm nhận về thái độ, rồi những cái suy luận, những giả thuyết, những ước đoán của vật đều liên hệ ít nhiều đến cái cảm xúc của con người. Bây giờ bản chất của nhận thức là một thái độ. Suy luận càng nhiều đó càng là cái dòng cảm xúc chúng ta khổ đau chừng đó. Ghen tuông đó là một cái là thứ của cảm xúc. Mặc dù có được xuất phát là tình yêu, nhưng mà cái động tác ghen, cái cảm xúc ghen nó làm cho cái người bị ghen nó cảm thấy sợ hãi, và người ghen trở nên là khổ đau. Tình yêu bị tắt lượng dần, rồi cái trở ngại nó càng được tăng trưởng. Để điều chỉnh dòng cảm xúc đó, thì chị em phụ nữ sẽ bớt đi cái phần ghen, hiểu chồng mình nhiều hơn, tin tưởng vào chồng nhiều hơn. Và người nam cảm thấy hạnh phúc khi được hiểu đúng và tin tưởng đúng. Thì những người nam cũng không nên lạm dụng vào cái sự hiểu và tin này để làm những cái mà ngược lại với cảm xúc yêu thương của người vợ đã dành cho mình. Làm chủ được dòng cảm xúc có nghĩa là không chạy theo cảm xúc trong các phản ứng thân trầm, khổ đau, hạnh phúc, hoặc là ngay cả trong trạng thái trung tính cái dòng cảm xúc. Làm chủ được tâm á thì tôi nói nó khó hơn, là vì đây là cái phương diện của thái độ, quan điểm, rồi lý tưởng. Chúng ta có thể chia tâm ra thành hai nhóm phạm trù. Nhóm một là những cái tích cực, và nhóm hai là cái đối lập lại, đó là tiêu cực.
thì tâm quan hỷ, tâm sân, tâm bu xả, tâm chấp trước, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm tha, tâm rộng lượng, tâm bỏng sẻn, rồi cái tâm quan hỷ, tâm nóng nảy, vân vân. Tất cả những cái tiêu cực được gọi là vọng tâm, và tích cực gọi là chân tâm. Và những cái dòng chảy của tâm đó, nó giống như là một cái thác nước với tốc độ rất nhanh mà nhìn từ xa tôi tưởng như là một mặt phẳng, cho thực tế là nó được nối kết bởi các nguyên tử và phân tử nước H và O2. Như vậy dòng chảy của tâm đó, đó là chúng ta có cảm giác là đang cùng một thời điểm ta có thái độ phân tâm với nhiều sự vật và đối tượng khác nhau. Để Đức Phật đó là một sai lầm. A Tỳ Đạt Ma, tức là vô thủy pháp của Phật giáo, đưa ra một cái minh chứng về bản chất tức của tâm đối với đối cảnh. Một mặt phẳng tại một địa điểm trong cùng một thời điểm thì dòng tròn lăn trên nó, chỉ tiếp xúc với nó ở một nơi duy nhất tạo thành một góc vuông 90 độ. Tương tự, tâm con người trong mỗi một sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất thời gian có thể biết được, chỉ tiếp xúc với một cái Phật. Và nếu ta lấy đó vật đó là hơi thở, là nụ cười, là chánh niệm, là chánh niệm Phật, hay là một câu thanh chú chứ chắc, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến những cái khác mà vốn có thể tạo ra nỗi khổ điều ta. Thay thế này như một cái đêm chim vào để cho tâm mình nó không lay động, giống như bốn cái chân vạc, ba cái chân vạc có một cái đỉnh, là bốn cái chân ghế của một cái ghế. Nếu độ bằng và chiều cao của nó ngang nhau thì sự vững vàng của cái vạt và cái ghế nó không sẽ bị lay ngã theo bất cứ hướng nào. Và tâm con người cũng cần một cây niêm để tạo ra sự vững chãi như thế. Làm chủ tâm là không để cho tâm chạy theo cái vọng, cái tiêu cực. Mà theo Hòa Thượng Thanh Từ đó là biết vọng không theo. Tức là biết vọng để dừng lại. Vì vọng nó là cái giả. Mà cái tổ lại giải thích rất ấn tượng. Cái gì là vọng, là mộng tưởng đó. Nó giống như là những cái đất vật chim bao, khi ta mở mắt ra thì nó hết. Một hình ảnh khác là khi bật công tắc ánh sáng lên thì bóng tối tự tan biến, mà không cần phải nỗ lực đi đánh bóng tối hay đi đuổi những hình ảnh ở trong bộ não của mình. Chỉ cần thức giấc, so dùng cổ, làm một số động tác là diễn dẫn ở trên gương mặt và chúng ta sẽ tỉnh lại. Hít thở không khí trong lành thì các cái nỗi sợ hãi trong những ác mộng, những hình ảnh liên kỳ ở trong giấc ngủ đẹp, nó sẽ trở thành là một cái gì đó không có thực nữa. Như vậy là không cần phải nỗ lực đánh vọng thì vọng nó cũng hết, mà càng nỗ lực đánh vọng chừng nào thì vọng nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho mai chúng ta hiện tại. Còn các ý niệm đó là một phương diện khác của vọng tập, rất là chi tế, như là những tên biệt kích, chỉ cần một chất xúc tác gợi lại những cái kỷ niệm cũ, những cái quá khứ, hay là trên nền tảng của những cái cơ cái cũ đó, chúng ta có thể liên tưởng đến biết bao nhiêu là các cái bất lệ, bất hạnh hay là hạnh phúc ảo từ cuộc đời. Cho nên là làm chủ được ý niệm của tâm là cực kỳ khó. Chúng ta chẻ tâm ra là ba phương diện: cảm xúc, thái độ nhận thức với hai cái chiều hướng tâm đối lập, và những cái ý niệm của tâm về quá khứ hay là về tương lai. Mà theo Đức Phật đó, làm cho chúng ta mất chánh niệm rồi mất an vui. Như vậy khi chúng ta thực tập cái phương diện đầu tiên của đạo Phật là ấn chú về thiền đó, thì mỗi người phải có cái sự hành trì. Đạo Phật là đạo hành trì để mang lại an lạc hạnh phúc, chứ không phải là một đạo lý thuyết, và không phải là một cái đạo tín ngưỡng mê tín gì đó, như là một số tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Làm được như thế đó thì an lạc có mặt của chúng ta ở hiện tại này. Ấn thứ hai, xúc địa ấn. Xúc là sự tiếp xúc, địa đó là đất, nghĩa rộng là trái đất. Tiếp xúc về trái đất là nghĩa đen của từ này, nhưng về phương diện biểu tượng về triết lý đó là sự đi vào trong cuộc đời, tiếp xúc với cuộc đời để trải nghiệm những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Mà theo Đức Phật đó, con người không nên đi bằng quan hóa về cuộc sống, như là biển cả của khổ đau, như là bóng đêm của bất hạnh, như là khổ hải vân vân. Cuồng điệu quá về nỗi khổ niềm đau bằng cách là tô đen sẽ làm cho chúng ta
có cảm giác là sợ hãi và trốn bỏ cõi đời này. Trong thư đó, chủ trương của Đức Phật là đi vào trong lòng cuộc đời, và cuộc đời thế đó được Đức Phật thể hiện một cách rất là rõ ràng bằng chính cuộc đời gương mẫu của Ngài. Ta thử làm một bài toán cộng và trừ. 6 năm khổ hạnh của Đức Phật sang phương pháp, ta không tính bỏ đi. 49 năm tu qua con đường trung đạo và thể hiện qua bát chánh đạo, đó được xem là cái con đường minh triết đặc biệt nhất mà Đức Phật khám phá và cống hiến cho chúng ta. Trong khi 49 năm sau ngày thành đạo, Đức Phật dấn thân đi đó, là mỗi một ngày theo kinh điển mô tả, Đức Phật nghỉ cho 2 tiếng, do vì Đức Phật ngủ hoàn toàn không có những giấc mơ. Ngài đã làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ và không có vọng tưởng về quá khứ hay là tương lai, cho nên 2 tiếng đồng hồ đó đủ sức để làm cho Ngài phục hồi sau mỗi ngày làm việc. Ban đêm thì thuyết pháp cho chư thiên, rạng sáng cho các Bồ Tát ở các hành tinh. Từ sáng sớm là đi vào thành, rồi thuyết pháp giảng kinh. Ăn cơm xong đó thì đền tạ thí chủ bằng cách là thuyết thêm một bài kinh nữa. Chiều về đó thì giảng dạy đồ chúng, hướng dẫn tâm linh những cái kinh nghiệm nhổ lên nỗi khổ niềm đau và những việc thực tập để vượt qua được chúng. Suốt một ngày hầu như là Đức Phật bận rộn với các phân Phật sự, hoằn hóa, vân vân. 49 ngày thiền định, ta tạm gọi như thời gian lên núi, thời gian tu, thời gian thanh lọc cho chính bản thân mình. 49 năm nhập thế, và nó rõ là như vậy, cái tấm gốc của Đức Phật là lớn hơn bất kỳ một vị sáng chủ tôn giáo nào. Không phải là đệ tử Phật chúng ta ca ngợi Phật như thế. Thực tế thì cũng hiếm có một vị sáng tổ tôn giáo sống đến 80 tuổi như Đức Phật, và cũng hiếm có một vị lãnh tụ sáng lập tôn giáo mà có được một cái thời gian giảng xuyên suốt mỗi ngày như là chính Đức Phật. Và cũng chưa từng có một vị sáng chủ tôn giáo nào đã để lại một cái kho tàng kinh điển đồ sộ như là chính Đức Phật. Theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền dựa vào văn hệ Pali, suốt 49 năm được gọi là 45 năm, tức là thuyết giảng khoảng 300.000 bài kinh dài ngắn vừa. Thì bây giờ chúng ta đếm lại từ 5 bộ chính là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, rồi Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh đó, thì số lượng nó không được khoảng là 300.000 như thế. Và dưới đó cũng là vài chục ngàn bài kinh. Và chúng ta được quyền suy luận rằng là cái khả năng bộ nhớ của Ngài ra mặc dù là tuyệt hảo, nhưng mà trải qua mấy trăm năm để được biên tập thành kinh sách rõ ràng bằng văn bản đó, thì những biên tập sau đó có thể bị quên đi qua 5 tháng thời gian là chuyện có thể xảy ra. Rất tiếc thì các Phật tử chúng ta là không có cơ hội học được nhiều bài kinh khác nhau, bởi vì chúng ta đi theo các pháp môn, mỗi một pháp môn thì chỉ chọn một vài bài kinh tiêu biểu thôi. Tịnh Độ Tông thì có 3 bài kinh, Kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, về sau có thêm bài thứ 4 là Niệm Phật A La Mật. Kinh Thiền thì gồm có Kinh Tứ Niệm Xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, Kinh Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số bài kinh đại về các phương pháp thiền ứng dụng minh sát tự khác nhau. Còn Mật Tông đó thì nhấn mạnh một vài bài kinh và rút gọn lại chỉ có câu thần chú A Ma Ni Bát Di Học hoặc là các câu thần chú khác kết hợp với từng căn tâm. Do vì ta thiếu cái phương tiện đọc các bài kinh mà tuệ giác của chúng ta nó không được khai mở như chính Đức Phật muốn và hiến tặng cho chúng ta. Thì đó, học theo bài học nhập thế của Đạo Phật đó, thì mỗi người trong gia đình cần phải có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục con em của mình và những người thân thương nhất về đời sống tâm linh, về đời sống đạo đức, về đời sống xã hội và nhiều phương diện, nhiều phương diện tương quan. Một số trong chúng ta là hiểu lầm chữ Đạo Phật là đạo tự giác, hay vì cái nghĩa gốc của nó đó là muốn giác ngộ hay là an vui hạnh phúc ở mức độ đơn giản hơn, ta phải nỗ lực có phương pháp đúng cách chứ không phải là dựa vào người khác. Thì bây giờ một số người thì chúng ta lại hiểu rằng tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật, thích thì làm, không thích thì thôi. Cho nên để cho con cháu của mình đó
hay là tự lựa chọn mà mình không có một sự hướng dẫn nào từ nhỏ, kết quả là khi lớn lên đó, phần lớn con em Phật tử trong các nước Phật giáo đại thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Úc thì theo đạo Phật như là cha mẹ và tổ tiên. Tôi biết đạo Phật Tây Tạng là một đạo Phật chưa giống đạo Phật Nôi, từ tới hai này sẽ đề cát giống các thứ phần của Nam Tông là Miến Điện, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia. Vì đó cái hướng dẫn với cam kết đặt con em mình vào trong quỹ đạo của đạo đức và hạnh phúc sẽ làm cho chúng có được tương lai, và bản thân mình khỏi phải đầu tư cái việc giáo dục nhiều, chúng ta cũng có được sự an tâm, hạnh phúc và bình an. Nhập tới thì có bốn phương diện: Quần pháp, trời chia sẻ lời Phật dạy, muốn được xem là một loại bố thí cúng dường quan trọng nhất mà đối tượng chính là chúng sinh. Giáo dục ấy, thì khác với quần pháp ở chỗ, quần pháp là đi về cái phương diện ứng dụng hành trì bằng những kinh nghiệm thực tiễn. Trong khi giáo dục ấy, là dạy bài bản từ thấp đến cao, đi vào chuyên sâu, thuyết phục người nghe về phương diện lý trí để cho người học đó có một cái tầm nhìn rộng và sâu về bản chất giáo pháp và giá trị giáo pháp cho cuộc đời. Các trường lớp Phật học thì đào tạo chuyên sâu về giáo dục Phật học. Các lớp giáo lý thì giảng dạy thuần về Phật học ứng dụng. Các giảng đường thì đào sâu vào phần nhân bản mà vốn rất là cần thiết cho cuộc đời. Hai phương diện này nếu không có thì Phật giáo không phát triển được. Nhiều nơi vẫn chưa đặt nặng hai phương diện quan trọng đó, trong khi Đức Phật đó, thì rất là quan trọng về vấn đề này và khích lệ chúng ta phải là những người có tri thức về Phật pháp, có hành trì về Phật pháp để tăng trưởng trí tuệ về Phật pháp và cái kiến thức thế học mà chúng ta có. Phương diện thứ ba là phương diện xã hội. Đi vào trong cuộc đời mà bỏ mất cái yếu tố này thì ta không thể nào làm đạo thành công. Đạo Kinh Dược Sư, Đức Phật đã nhắc chúng ta lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư là bất cứ nơi nào, chúng sinh nào đói thì ta chia sẻ để giúp cho họ vượt qua cái khát và đói. Đang lạnh thì chu cấp cho áo quần. Đang nghèo về tri thức thì truyền bá kiến thức. Sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Phần lớn chúng ta đang tách rời cái lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư và cũng là tông chỉ nhập thế về từ thiện của Đức Phật làm hai. Rất nhiều đoàn từ thiện chúng ta chỉ chuyên làm từ thiện, và đến những cái nơi làm từ thiện chúng ta chỉ nói vài ba câu chúc phúc hết, rồi đau khổ niềm đau về cảm xúc, về tâm tư, về nhận thức vẫn còn y nguyên. Kết quả là chúng ta làm rất nhiều từ thiện nhưng mà không độ được quần chúng thông qua các việc làm từ thiện này. Tại nước Việt Nam đó, thì hàng năm giáo hội Phật giáo Việt Nam tổng kết là làm đến cả mấy trăm tỷ, có khi là mấy ngàn tỷ tiền từ thiện cho tổng quốc. Nhưng mà thông qua việc làm từ thiện đó, chúng ta giúp được người nào đến với đạo Phật thì gần như là không có thống kê, và con số đó cũng không thể nào xác định được, có thể rất là nhỏ và không đáng kể, vì chúng ta bỏ rơi cái vế thứ hai, đó là bố thí pháp, là chia sẻ Phật pháp đối với những mảnh đời bất hạnh. Cái khổ đau về vật chất cho bằng cái mặt có thể được vượt qua, không có bàn tay chúng ta giúp hết, nhiều người vẫn có thể tự sống được, có thêm sự hỗ trợ thì càng tốt thôi. Nhưng mà khổ đau về tinh thần đó mà không có sự giúp đỡ đó, nhiều người bí đói kẹt đường, thiếu cái phương pháp, cho nên đó từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, những gia tộc đó, những tâm lòng đó lại tiếp tục sống ở trong cảnh khổ đau. Bố thí pháp thường được dịch theo nghĩa sát của thời hiện đại, đó là bốn pháp bất nhân tâm, bắt đầu bằng bố thí. Và bố thí thì có ba phương diện: bố thí tài vật bao gồm các chi phần cơ thể như là hiến sát cho khoa học, bố thí pháp là chia sẻ những điều hay lẽ phải chân lý, rồi bố thí sự không sợ hãi, tức là mang lại hạnh phúc bình an cho người. Chúng ta mới dừng lại phương diện đầu ta, còn hai phương diện sau này rất quan trọng chứ chúng ta lại ít quan tâm. Còn các nhà hoằng pháp thì chỉ lại đơn thuần là công việc hoằng pháp mà thiếu hỗ trợ về vật thực
thì cái con đường đến với đạo cũng rất là khó. Mấy ngày hôm qua chúng ta đã đi đủ bốn Phật tích chính và bốn Phật tích phụ, Lâm Từ Bi, Đê Đăng Sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, Đê Giác Ngộ, Sa Nát, đi đến này nơi Phật chưa hết lưng, Khu Si Tha Ca nơi Đức Phật Niết Bàn, Thành Xá Vệ nơi Đức Phật ở 25 năm, Thành Vương Xá nơi Đức Phật ở gần 6 năm, Đại học Đa Lan Đà, Núi Linh Thú và một số các Phật tích khác. Thì chúng ta thấy rất rõ là người dân Ấn Độ rất nghèo, số lượng nghèo và thất học là gần như là trên 60% dân số, là khoảng bằng 700 triệu dân sống ở dưới cái mức cần có, mà con người được xem như là tối linh trong các vạn vật, có phước vạn vật cần hưởng được các cái quyền lợi hạnh phúc đó, nhưng họ lại không có được cơ hội. Và chỗ nào mà chu cấp cho vật thực đó thì họ đến, nhưng mà khi ngừng cái vật thực đó thì cái việc mà đến nó sẽ có thể bị kết thúc. Thế bên cạnh đó một số trung tâm chẳng hạn như là Suriya Prati School, trường tiểu học mà chúng ta đến đó, đào tạo cho các em nghèo các giáo dục để các em có kiến thức, từ trường Sơn ở Kusinaga chúng ta cũng làm việc đó, và nhiều cái hội đoàn khác của Phật giáo ở các Phật tích cũng làm việc này. Thì như vậy là đi kèm giáo dục với cái từ thiện sẽ làm cho con người được chuyển hóa một cách lâu dài. Ăn một chén cơm rồi cũng hết, thậm chí được trợ cấp vài ba tháng một năm rồi cũng hết, nhưng mà có kiến thức là có được phương pháp, có phương pháp thì giải quyết được các vấn nạn của con người một cách bài bản, dầu chậm hơn nhưng lại là có giá trị hết. Nhập thứ tư đó là về văn hóa. Văn hóa thì cần có nhiều phương diện, mà tiếp biến văn hóa nên là đi sâu sát vào bối cảnh văn hóa của từng dân tộc, thì đạo Phật mới có thể gọi là gần gũi với quần chúng và mang lại lạc cho quần chúng với những nhu cầu khác nhau. Do đó ta phải lấy văn hóa của từng quốc gia làm nền tảng và là công cụ để truyền hóa Phật pháp. Ví dụ như khi ở Việt Nam phải lấy văn hóa Việt Nam làm nền tảng, như chập cảm buông suy văn hóa Phật giáo của Tàu hay Trung Quốc á, thì ta không thích hợp. Thì cộng đồng Việt Nam khi có mặt ở hải ngoại, chẳng hạn như Hoa Kỳ, thì phải lấy văn hóa Hoa Kỳ đó là cái hệ đối chiếu để chúng ta giúp cho người Hoa Kỳ và nhiều dân tộc khác nhau định cư tại đây có thể hiểu được đạo Phật bằng cái văn hóa của họ, bằng cái hiểu biết của họ. Chứ còn phải nhập cảm vương xuyên nền Phật học Việt Nam sang Hoa Kỳ, chúng ta sẽ trở thành là một cái hải đảo co cụm đại trong cộng đồng người Việt, còn thế giới phương Tây gần như là không có tác động gì được hết. Thì sự nhất hạnh đã phá cái hàng rào cản của các bên giới văn hóa màu da sắc tộc, vì thầy đã có được cái nhìn dung thông văn hóa và sử dụng bất kỳ văn hóa gốc đó, ở các quốc gia đó làm nền tảng và công cụ để truyền bá Phật pháp, cho nên người bản địa đến với thầy một cách dễ dàng hơn và hiểu được Phật một cách là ngắn gọn sâu sắc, có cái giá trị, có kết quả hiện thời. Thì bốn phương diện xuất địa đó rất cần thiết để cho chúng ta hành trình. Thì về nhà đó thì cái xuất địa đem được hiểu như thế này: ta có trách nhiệm với gia đình, với những người thân thương, ta chúng ta thay đổi một cách tích cực hơn, quan nghĩ hơn, rộng lượng hơn, vị tha hơn, và làm đẹp các thành viên trong gia đình hơn, thì tự động các gia đình thấy rằng là cái màu nhiệm của Phật pháp đã làm cho người thân mình được chuyển hóa, cho nên họ tình nguyện trở thành Phật tử. Còn về nhà mà ta không làm được việc đó, chỉ làm công việc tu tập nhập thế ở chùa, thì ta và những người thân là hai cái thế giới hoàn toàn khác được. Có nhiều người phải đi chùa giấu giếm, làm từ thiện giấu giếm, không dám nói cho chồng người thân hay vì sợ những người thân đó chưa hiểu đạo tấn công. Bây giờ mình thể hiện được cái sự thay đổi tích cực thì đâu có ai mà cản chúng ta được. Nhưng cũng có một số người không hiểu được chuyện như thế, về tu rồi cái lo các phụ kiệu, bỏ chồng, bỏ con, bỏ hết tất cả công việc làm, chỉ mang đến gõ mỏ tụng kinh đi chùa, thì làm sao những người thân thương có thể ủng hộ chúng ta được. Đọc thế là đi vào cuộc sống, xúc địa là đi vào bản chất của cuộc đời. Chứ đang ở chùa mà biến đang ở chùa mà biến như cái nhà, đang ở nhà mà biến như cái chùa là lạc quẻ, không phải là nhập thế. Ấn thứ ba là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là
cái tinh hoa của chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật. Đi vào cuộc đời thì nó có nhiều phương diện khác nhau. Chưa hết luôn đó thì phải có phương pháp và phải có chân lý để soi sáng. Cái bài kinh chủ lương được Đức Phật đưa ra ba phương diện của hoằng pháp: thị chuyển, chứng chuyển và hướng chuyển. Thị chuyển thì gồm có bốn phương diện. Thị là trình bày, mô tả một cách rõ ràng, không giấu giếm, không thần bí, để ai cũng có thể tận mắt mình nhìn thấy, cảm nhận, sờ mó và thực tập được. Nên không có bất cứ một cái thần bí nào xen lẫn về cái mô tả chân lý mà Đức Phật đã nêu ra. Thì điều đó được Đức Phật đưa ra là cuộc đời này gồm có bốn phương diện: thứ nhất, khổ đau và các trục trặc là một hiện thực, không nên đào tẩu, không nên sợ hãi, không nên đồng hàng đó, mà phải ghi nhận những cái đó nó đang diễn ra, hoặc là đã thuộc về quá khứ, hoặc đang là hiện tại, hoặc là một cái tiềm ẩn trong chúng ta. Việc ghi nhận đó sẽ giúp cho chúng ta có đủ bình tĩnh để tìm phương diện thứ hai, đó là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân hỗ trợ, nguyên nhân tác động của nỗi khổ và những bế tắc này là cái gì. Người có bản lãnh, bình tĩnh, kiến thức, phương pháp và cái sự kiên trì nhẫn nại đó thì trước sau gì cũng tìm ra được manh mối của chúng. Mà vấn đề còn lại là thời gian và cách xử lý. Theo Đức Phật, cái tiến trình của khổ đau đúng nghĩa luân hồi đó đi gồm có ba yếu tố, đó là tham lam, sân hận và si mê. Cao nhất của tham đó là tham ái, nặng nhất của tham ái đó là ái dục, nặng nhất của ái dục đó là tính dục. Và đạo Phật đưa ra hai loại hình con người: người thường được gọi là người phàm, và người thánh được gọi là thánh nhân. Người thường đó thì hưởng cái hạnh phúc tích dục một vừa một chậu, còn người muốn trở thành thánh nhân đó thì phải chuyển hóa năng lượng đó trở thành từ bi, thay thế cái quan tâm của một gia đình trở thành là quan tâm cộng đồng và xã hội, để vượt qua các ức chế về vấn đề sinh lý và tâm lý. Nhờ đó con đường dấn thân phụng sự đó nó được lâu dài bền bỉ và không có là bỏ cuộc nữa chứ. Ở một số bài kinh khác đó thì Đức Phật rạch mặt chỉ tới cái nguyên nhân gốc của khổ đau là tham ái. Từ tối gọn là tham ái, vì có tham ái thì có sân, có tham ái là có si, có tham ái là có mọi rắc rối của cuộc đời. Bởi vì từ hai mắt xích nhân duyên, Đức Phật nói ái là đi trước, sau đó là sự chấp thủ về cái ái, và do vậy đó mọi lượng muốn tiếp cho cuộc đời này có thể làm trở ngại chúng ta. Một số bài kinh khác Đức Phật nói rõ hơn, chi tiết hơn. Có một số khổ đau đó do chúng ta ngộ nhận hay là hoài nghi hay là thiếu hiểu biết hay là cạn cợt hoặc là thiếu dữ liệu của hiểu biết. Tất cả những cái nhóm này nó thuộc về si. Cũng có những nỗi khổ niềm đau giữa ta và người ta phát xuất từ cái giận dỗi, từ cái tự ái phật, từ cái hiềm hận, từ cái hiềm khích, từ tiếc suy nghĩ, từ cái thiếu cảm thông. Tất cả những cái nhóm đó nó thuộc về sao. Cũng có những cái khổ đau do chúng ta tham, thấy quá cái là lo mắt, mờ mắt, quán mắt, và do vậy chúng ta lao theo mà không biết là mình theo cái gì, đi tới đâu, hậu quả ra sao. Đến lúc đối diện hậu quả rồi thì mới là luống tiếc, thì lúc đó cũng đã quá muộn màng. Cũng có những nguyên nhân khổ đau nó bao gồm cả hai: tham với si, tham với sân, hoặc là sân á với si, sân với tham, nhân vật, hoặc bao gồm cả ba, hoặc là những gì mà rễ má của chúng. Phương diện ba là bước bàn ở mức độ bình thường, đó là an vui hạnh phúc, những cái sâu lắng nội tại, không còn tham sân si, không còn các tâm lý tiêu cực, không còn những tình tự mừng giận vui buồn yêu ghét muốn, và hành giả làm chủ được tâm hoàn toàn trong cuộc đời này mà không cần phải đợi sau khi chết hay là tiếp tục với một thế giới xa xôi nào khác. Đó là niết bàn, và cái con đường thực tập để đạt đến niết bàn theo Đức Phật đó là bát chánh đạo, mà ngài thường dùng cái từ ngắn gọn là trung đạo. Trung đạo không phải là đi hàng đôi trên hai con đường, một chân á chấm ở lề này, một chân á chấm ở lề kia, mà trung đạo là vượt lên trên hai thế cực đối lập. Ngôn ngữ Phật học là thế. Thế người đó đặt đó là thứ nhất hưởng thụ khoái lạc một cách thái quá,
thì đó nó dẫn đến đắm nhiễm và khổ đau. Thứ hai đó là khổ đau đáng sát như Đức Phật đã trải qua 6 năm vô bổ và truyền thống 3.000 năm của Bà La Môn giáo đã giảng dạy như thế, hành trì như thế và thiếu hiệu quả như thế. Thì bác chánh đạo nó gồm có 8 yếu tố: chánh kiến là cái tầm nhìn về vũ trụ nhân sinh đó, trong mối tương quan tương thức đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên dù đó là duy vật hay là duy tâm. Cho thế giới này có nguồn gốc từ duy tâm là một sai lầm. Đạo Phật không phải là đạo duy tâm, mà đạo Phật là chủ trương duyên khởi, tức là tác động đa chiều để hình thành, tồn tại, phát triển, rồi đến giai đoạn cuối cùng đó là hủy diệt. Cái người hủy diệt thì nó lại tạo ra một cái quy trình mới, cũng gồm có 4 bước: thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, dị, diệt. Và đó con người và các động vật là sanh và bệnh chết. Cái tư duy đó không phải là tư duy có khoa học, quy nạp, diễn dịch, lợi suy. Đây chỉ là những cái tư duy đúng về kiến thức thế gian. Còn chánh tư duy đường Đức Phật dạy là thoát khỏi phiền não, khổ đau, những cái tư duy móng tâm, thể ý đó, nó thoát khỏi tham sân si. Làm được chánh kiến với tư duy không là chúng ta đã trở thành là bậc sơ thánh rồi. Thì đó rất khó, nhưng nếu nỗ lực thì chúng ta sẽ dần dần đạt được. Chánh ngữ gồm lời nói hòa hợp, lời nói chân lý, rồi nói lịch sự, rồi nó có giá trị, rồi hành động chân chính đó, thì gồm có là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Chánh mạng đó là chỉ cái nghề chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức, và tránh 5 nghề. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt. Thứ hai là buôn bán nô lệ vì là chà đạp nhân phẩm con người. Thứ ba là sản xuất và buôn bán độc dược vì làm cho con người chết. Thứ tư, chăn nuôi và công nghệ giết thịt đồ tể bởi vì chết mạng sống và thương của lòng tự bi. Và thứ năm là cái nghề lòng xanh, tức làm cho những người khác á bị nhiễm đắm, bỏ bê hạnh phúc gia đình, chạy theo những cái hưởng thụ cá nhân. Thì năm nghề đó đó theo Đức Phật là nghề tà, và trong cái di giáo thì Đức Phật lại khuyến khích là không nên đi theo các nghề bói toán, phong thủy, địa lý, nhân dân, thì nó làm cho người ta bị lệ thuộc tâm lý và bị khổ đau lâu dài. Thì ngoài các cái nghề như thế, người Phật có thể tham gia những cái nghề được luật pháp bảo hộ và phù hợp với đạo Đức Phật giáo nói chung. Còn chính tinh tấn là sự nỗ lực bỏ ác làm lành, bền bỉ kiên trì để đạt được mục đích. Chánh niệm á là chúng ta có mặt một cách song hành giữa thân và tâm. Thân và tâm đúng hôn với nhau, không tách rời nhau, dù chỉ là một sát na. Nhờ đó đó chúng ta thấy rõ được, làm chủ được sự vận hành đi đứng nằm ngồi, nói đứng động định, co duỗi, thậm chí là thức và ngủ. Cho nên làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm. Và chánh định đó, ở mức độ đơn giản sẽ giúp cho chúng ta phát minh, sáng kiến, khám phá, phát kiến, đóng góp nhiều cái mới cho xã hội và cuộc đời trong các lĩnh vực thuộc sở trường và chuyên môn. Ở mức độ tu tập tâm minh đó, thì người có chánh định sẽ phát sinh được trí tuệ, vì nó làm cho các cái bệnh của tâm rơi rụng và tâm trở nên sâu lắng, trong sáng. Người có tâm trong sáng thì có thể thấy rõ được mọi thứ, biết rõ được nhân quả của quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả trong tương lai, và giải quyết nó trong khuôn phép và quỹ đạo của đạo đức để mang lại những cái giá trị lợi lạc và loại trừ những cái bất lợi hay là bất hạnh nói chung. Như vậy chuyển pháp luân theo Đức Phật qua cái phần mà thị chuyển á phải có 4 phương diện, mà nếu chúng ta áp dụng 4 phương diện đó trong đời sống, bao gồm lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, gia đình, cá nhân, tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, rồi làng xóm, giữa những người nước lạ, quốc gia này quốc gia khác, liên minh này với liên minh nọ, cộng đồng này với cộng đồng kia, và hành tinh này với các hành tinh khác, thì chúng ta sẽ có được những giải pháp và con đường thực hiện giải pháp an toàn.
trong hòa bình, hạnh phúc và bình an. Không có cái gì là không có giải pháp, vấn đề là chúng ta không biết, chứ vậy nó không có. Tiến triển á là bốn phương diện mà Đức Phật khuyên là chúng ta phải trải nghiệm đó. Cái khổ đau chúng ta không đào tẩu, mà thấy cái khổ đau nó như là những dữ liệu thật, để tận dụng nó ta đạt được những giá trị an vui hạnh phúc. Thay vì mình trốn á thì làm cho nó có cái vết đau hơn, khổ hơn, sầu hơn, bi hơn. Còn mà xem á những cái nghịch cảnh á là cái dữ liệu để thử lửa tâm linh của chúng ta, thì mình trở nên vững chãi. Và cứ mỗi một lần vấp ngã, mỗi lần khôn, cứ một lần đau khổ, một lần có thêm kinh nghiệm, và chúng ta sáng suốt hơn, tạm dụng dữ liệu ta bà để xây dựng tình trạng ở hiện tại. Thì chúng ta phải thấy rõ được mặt mũi, kết thúc được các nguyên nhân khổ đạo để chứng đắc Đức Phật bằng con đường bát chánh đạo, chứ không phải là bằng cái như là nguyện cầu xuông. Còn hướng chuyển á là cái phương diện nhập thế mà tất cả chúng ta đều phải thực tập. Hướng là khuyến khích, là phổ quát hóa, là giới thiệu, là chia sẻ. Phần lớn chúng ta chỉ tu cho riêng mình, trong đạo Phật là dạy là tu cho mình và cho mọi người. Trên nền tảng mình được an lạc, chia sẻ giá trị đó cho chúng ta nhận. Còn 3 phút nữa thầy nha. Thủ ấn thứ tư là vô ý. Vô ý là không sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm trong tiếng Sanskrit gọi là Avalokiteshvara, có hai dịch nghĩa quan trọng ở trong chữ Hán: Quan Thế Âm và Quán Tự Tại. Quan Thế Âm là dịch nghĩa dựa trên lòng từ bi và ứng dụng xã hội, thể hiện với đức tính thương người cứu đề. Quán là quán chiếu thế là cuộc đời, âm á là những nỗi khổ niềm đau được kêu cứu, được chia sẻ, được truyền thông. Nơi nào đó có những cái nhu cầu chia sẻ thì hành nguyện và tấm âm sẽ đến, và quan âm được sẽ hỗ trợ. Phương pháp quan âm là phương pháp lắng nghe, chia sẻ để mà vượt qua khổ đạo. Khi dịch là quán tự tại đó thì yếu tính về trí tuệ được nhấn mạnh. Quán á, là cái nhìn của tâm, trong khi thấy đó là cái nhìn của con mắt. Con mắt thì lại thuộc vào cận thị, viễn thị, loạn thị và thị lực. Trong khi cái quán chiếu của tâm thì không bị giới hạn của những phương tiện vừa nêu. Một người buồn cũng có thể quán chiếu được. Người già không thấy được cũng có thể quán chiếu được. Tự tại có nghĩa là nhìn vào cuộc đời, biết bao nhiêu là sóng gió mà ta vẫn có được sự an nhiên, thanh thản, bình an để vượt qua mọi khổ ách. Mà muốn như thế thì theo Bát Nhã Tâm Kinh là chúng ta phải thấy rõ được cái tổ hợp chân tính gồm có năm yếu tố: thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức đó. Nó không phải là tôi, không phải tự nhiên của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó chúng ta vượt qua mọi khổ ách liên hệ đến thân hoặc là liên hệ đến tâm. Việc thực tập quán chiếu như thế sẽ giúp cho chúng ta trước nhất là làm cho mình không còn sợ hãi. Phần lớn cái sợ lớn nhất là sợ chết. Người phụ nữ thì sợ nhiều hơn người nam, sợ vượt qua được nỗi khổ đau. Sự bình an đó là một vô ý tạm thời, trong lâu dài. Ta nhờ những cái tha lực, tức là những hỗ trợ con người lẫn nhau trong xã hội, chúng ta có thể khắc phục được cái nỗi sợ hãi. Ví dụ một người đi trong bóng tối, ta có cảm giác là sợ ma. Ngày hôm qua khi từ thiện lên, từ bờ sông Hằng lên trên bên trên đó, thì tôi có nói đùa và làm cho nhiều người rất là sợ. Là mình đang có mặt và có hàng ngàn các hương linh đang chào đón đoàn chúng ta lên bờ. Thì đây đây là nơi đã thiêu một ngày như vậy là vài 300 người. Mà 6.000 năm lịch sử của sông Hằng thì chúng ta biết là biết bao nhiêu cái hương hồn đang nằm ở dưới. Xác chết không biết bao nhiêu dưới, người ta la lên sợ liền. Thì sợ mình không hiểu là hương hồn không có khả năng hại con người, không có giết con người được, mà các hương hồn chưa siêu là đáng tội nghiệp và đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhất là những người Phật tử. Chứ hiểu được vô ngã vô thường nên không chấp vào thi thể và những cái sở hữu mà con người đó có sau mấy chục năm tạo dựng trên cõi đời, hợp pháp, hợp lý. Như vậy khi hiểu rõ hương hồn đáng tội nghiệp thì cái nỗi sợ về ma không còn nữa. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một số mề vật để khắc phục cái nỗi sợ hãi. Thì nói ban ngày đó, chúng ta ra ngồi ở ngoài nghĩa địa,
để một tách trà, ngày xưa là uống chai, tức là trà sữa đó. Và mình thầm nói trong đầu rằng là mời các anh chị Hương Linh, mời các cô chị chú bác Hương Linh tới đây uống trà với tôi. Mình xem họ là bạn bè, xem họ là người thân thì mình đâu có sợ nữa đâu. Mình sợ là sợ kẻ thù, sợ kẻ ác học. Còn xem những người đó người thân thì có gì đâu mà sợ nữa. Rồi đi vào đăng đêm, Đức Phật khuyên là đừng có nhắm mắt, mở mắt thật là to, nhìn thật là rõ, và đi rừng nghĩa trang thì không sợ ma. Còn trốn nghĩa trang là nỗi sợ đó đeo bám chúng ta. Đi qua nghĩa trang mà chạy vùng phút, rồi tim nó đập thật sạch, mình pháp, mình pháp. Có người đúng tiêu chết, có người thất chiến, có người vấp ngã. Còn mình đi thật là chậm, và nhìn thật là kỹ, hít thở, rồi đó là tôi hạnh phúc quá. Cái không gian này nó thật là yên ngã, thì không có gì để sợ đó. Còn khi mình ngủ trong nhà, trong phòng về Đức Phật Hương, trong kinh Trung Bộ đó, đừng có chung đầu lại, đừng có mở đèn thật là sát. Cái đó nó làm chấn ngang thôi, chứ không làm cho mình hết sợ. Đức Phật cái kia là tắt đèn bình thường, mở cái đầu ra mà ngủ như thế là có khoa học nha. Chân ấm mà đầu mát á, là có sức khỏe, chân lạnh mà đầu ấm là bệnh tật. Mở mắt ra là như là có cảm giác là không có sợ hãi. Còn con nít á, thì giấu cái sợ hãi bằng là cái mền chùm lại hết, và chui vô cái tủ. Người nghĩ rằng là ma không nhìn thấy qua cái mền, ma không nhìn thấy qua cái tủ. Cái loài ma nếu chưa siêu thì đâu có bị giới hạn bởi cái không gian vật chất đâu, chứ đừng có nhìn thẩm thấu được hết. Càng chùm phủ kính hai ba lớp mền chừng nào là càng sợ hãi chừng đó, còn mở ra là hết rồi. Thế Đức Phật qua bài kinh trong Trung Bộ đó, khi nào chúng ta có trí tuệ đó, mọi sợ hãi kết thúc. Nhiều học sinh sinh viên sợ thi rớt là vì kiến thức của họ chưa vững, nhưng mà mình hiểu được bài, nắm được hết tất cả mọi công thức, thì bài nào mới khó chừng nào chúng ta không dạy được hết. Vì kiến thức là cái thứ điều quan trọng để chúng ta không còn sợ hãi. Bật cái công tắc của trí tuệ lên thì bóng tối sợ hãi sẽ được kết thúc. Tương tự trong mọi lĩnh vực ngành nghề, ta có kiến thức chuyên môn, có phương pháp, có năng lực thì không còn sợ, không sợ thất bại trong mọi đầu tư. Ấn vô ý đó ở mức độ rộng hơn là mang lại hòa bình cho thế giới, bình an cho nhân loại, hài hòa giữa con người. Và như vậy là những người Phật tử cần phải truyền bá cái tinh thần không sợ hãi đó đối với mọi người, mang lại an lạc, hạnh phúc, bình an. Để có được hòa bình thì Đức Phật dạy là phải tôn trọng sự sống, bảo vệ môi trường sinh thái, thương các loài động vật, rồi giải quyết cái vấn đề vấn nạn giữa con người với nhau là bằng cái đối thoại, bằng sự thuyết phục, bằng sự chia sẻ và lắng nghe, bằng sự cảm thông, bằng việc phân tích các nguyên nhân sao và gặp, chứ không giải quyết bằng bạo lực, bằng chiến tranh. Thời xưa khi Đức Phật truyền bá tư tưởng hận thù, diệt hận thù, ngàn năm không có được, mà từ bi diệt hận thù là hạnh phúc muôn đời, thì người ta đều nói Đức Phật là người là thiếu cái thiết thực và xây dựng một cái xã hội hòa bình trên không tưởng. Chứ bây giờ Liên Hợp Quốc đang đi trên con đường đó, và là một vai trò sứ giả trung gian để các quốc gia đang có những cái tranh chấp về quyền lực chính trị, kinh tế, tôn giáo và nhiều cái khu vực khác nữa, cũng phải ngồi lại với nhau, hai bên, ba bên, bốn bên, sáu bên thôi. Dù có thể chậm, nhưng mà từng bước giải quyết của đó là vững chắc, không có những cái hậu quả phụ, phản ứng phụ. Nó đã giúp được một trò thì nó sẽ có cái kết quả an vui, hạnh phúc lâu dài. Như vậy, hiểu là một phương diện của trí tuệ, được mình xem là chiếc chìa khóa để mở cửa những cái mâu thuẫn, tranh chấp, hận thù và chiến tranh với nhau. Và thực tập cái tướng ấn vô ý, chúng ta mở hai lòng bàn tay để cho mọi người thấy rằng là trong tâm tôi không có gì giấu giếm, cũng giống như hai bàn tôi, bàn tay tôi đang mở rộng ra, không có một vũ khí nào đang được cầm nắm ở trong nó, không có một sự giấu giếm gì, không có một cái nỗi sợ hãi nào mà những người đang đối diện với tôi có thể đặt ra, có thể nghi vấn, có thể suy luận. Dân quốc phương Tây thì có cái bắt tay hay là bàn tay chạm vào nhau để cho thấy là không có vũ khí, gần gũi hơn nọ là ôm chầm vào nhau, ngực chạm ngực. Hay là bàn tay đó
của người A chạm vào vai và lưng của người B và ngược lại, để cho thấy là cái toàn thân của tôi và anh chị không có một cái gì là khoảng cách, hậm thuộc, chia rẽ. Và do đó chúng ta hãy sống hài hòa, hạnh phúc với nhau. Thì biểu tượng văn hóa của hai bàn tay ngửa lên trên và ngửa xuống đất là để mở ra một cái hòa bình, dang rộng đôi tay để đón nhận lẫn nhau, để thực tập cái sự buông xả, rộng lượng mà tha thứ đó, thì hạnh phúc bình an nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Và cái định định cuối cùng của đạo Phật là mang lại hạnh phúc niết bàn. Hòa bình lớn nhất là niết bàn, an lạc lớn nhất là niết bàn, thịnh vượng bền vững lớn nhất của Phật giáo là niết bàn. Thì sống trong cái cảnh niết bàn rồi không còn có mọi tranh chấp nữa. Nói tới lại, bốn ấn tướng thiền định là sự chuyển hóa nội tại của bản thân. Từ đó chúng ta mới có được con đường nhập thế, có nền tảng hòa với cuộc đời nhưng không bị mất gốc, tùy duyên mà bất đức. Chuyển pháp luân là để chia sẻ nỗ lực nỗi khổ, tặng niềm an vui, phân tích các nguyên nhân sâu xa của những bất hạnh, tháo mở bằng con đường tư vấn, bằng những phương pháp, bằng sự thực tập rất là rõ. Và vô ý đó là cái kết quả của sự chuyển hóa là để chúng ta được hòa bình, hạnh phúc, bình an, an cư lạc nghiệp và không còn mọi sợ hãi hay là chướng bận trên cuộc đời. Nói một cách khác là nói với đạo Phật là phải nói đến bốn phương diện tu tập tâm, dấn thân nhập thế, chuyển hóa cuộc đời và mang lại bình an hạnh phúc. Cho nên hành giả Phật giáo mà bỏ một trong bốn phương diện được xem là chưa tu tập một cách trọn vẹn. Và tất cả mọi nhận định đánh giá đạo Phật tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng đều là những nhận định sai lầm hoặc là thiếu dữ liệu mà ra, hoặc là do vì ta chứng kiến những cái sự kiện, những cái cá nhân, những cá thể không đúng với lời Phật dạy thì vô được có nắm. Đó là một cái sự quy nạp sai phương pháp, một quy đạp quy tiện cần phải được đúng chính và làm mới. Hôm qua bốn phương diện nhập thế đó, chúng ta thấy đạo Phật và thật sự cho con người, như Đức Phật có nói, Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi lạc và phúc lợi cho chư thiên và loài người. Chứ Đức Phật không hề nói là Đức Phật ra đời để hưởng cái an lạc cúng dường cung kính tại lời của chúng ta. Và cái phương châm nhập thế của đạo Phật tại đây, khi quá độ 55 vị trần dư và 55 vị thương gia đứng đầu là gia xá trở thành là 60 thương hiền, thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, đừng hai người đi trùng hướng lẫn nhau, hãy truyền bá chánh pháp, hãy chịu bắt đạo đức, hãy chịu bắt an vui hạnh phúc cho mọi người. Và nhớ, đây là tông chỉ nhập thế của Đức Phật. Chứ mà không dạy chúng ta là chấm đặt lên vai trò của nhau, lên hướng của nhau, lên chân của nhau. Mỗi người một phận sự, mỗi người một sở trường, mỗi người một phương hướng, mỗi người một cái con đường nhập thế, để giúp cho mọi người được lợi lạc, an vui, hạnh phúc và bình an. Làm được như thế đó, thì chúng ta không hổ danh là đệ tử của Đức Phật. Và chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào khi mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người thân thương thích nhất, cho đến là tất cả mọi người trong xã hội nói chung. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.